Mới đây, vụ việc chương trình Nhanh Như Chớp sai kiến thức địa lý đã gây xôn xao mạng xã hội khi nhầm lẫn giữa động Hương Tích ở Huế thay vì chính xác phải là ở Hà Nội. Ngay khi bị nhiều người xem bắt lỗi, nhà sản xuất đã vội phi tan tập mới và re-up lại tập 22 đã qua chỉnh sửa vào sáng ngày 25 tháng 8. Cụ thể, trong phần thi của Nam Thư, Trường Giang đọc câu hỏi động Hương Tích nằm ở đâu? Nam Thư sau khi suy nghĩ đã đưa ra đáp án là Huế. Đáp án này được Trường Giang ghi nhận là đúng. Việc biến đáp án sai thành đáp án đúng giúp Nam Thư có cơ hội đạt giải 20 triệu đồng khi trả lời đúng liên tiếp 10 câu. Sau khi đoạn clip này được đăng tải đã trở thành đề tài tranh luận của người xem. Thực tế, động Hương Tích là một động đẹp, trọng tâm của khu du lịch quốc gia Hương Sơn thuộc huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây, nay thuộc thành phố Hà Nội, Việt Nam, một người xem phát hiện và chia sẻ. Được khán giả góp ý lỗi sai, nhà sản xuất thay vì lên tiếng đính chính và xin lỗi đã nhanh chóng phi tang đoạn clip có đáp án sai thay bằng sản phẩm mới, trong đó có lồng tiếng của Nam Thư. Thay đáp án Huế thành Hà Nội, việc nhà sản xuất úp mở về lỗi sai và không ghi nhận góp ý của khán giả càng khiến cho vụ việc trở thành tâm điểm chú ý. Và dù nhanh chóng bị phi tang, song nhiều người đã kịp lưu lại phần thi gốc của Nam Thư, trong đó đáp án của nữ diễn viên được ghi lại rõ ràng. Bên cạnh những ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ, vẫn có một số ý kiến tỏ ra cảm thông với ban tổ chức chương trình vì theo họ, sai sót là điều không ai mong muốn. Là một chương trình game show với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, thiết nghĩ nhà sản xuất chương trình nên có cách xử lý khéo léo hơn một chút. Dù gì khán giả và người hâm mộ cũng chỉ muốn góp nhiều ý kiến khác nhau để chương trình hoàn thiện hơn mà thôi.